Tổng quan về các sân vận động tại vòng loại cúp quốc gia của Liga 3 Indonesia 2023-2024. 80 câu lạc bộ sẽ được chia vào 16 bảng thi đấu tập trung tại 16 sân vận động để chọn ra 32 đội bóng vào vòng tiếp theo. Bảng A gồm 5 câu lạc bộ: MBS United Batam, Persikota, Persab, Kartanegara, Mitra và Persadego. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Benteng Ribon, nằm ở thành phố Tangerang của tỉnh Banten. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1994, sau đó được cải tạo từ năm 2020 đến 2022 với kinh phí 31 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Benteng Ribon là 7.500 chỗ ngồi. Bảng B gồm 5 câu lạc bộ: Tornado, Persipasi, PS Kaptapin, PS Mataram và Morotai United. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Serbinong Mini, nằm ở huyện Bogor của tỉnh Tây Java. Sân vận động này được cải tạo vào năm 2016. Sức chứa của sân vận động Serbinong Mini là 6.000 chỗ ngồi. Bảng C gồm 5 câu lạc bộ: PS Siak, Persika 1951, PS Simahi Putra, Singaraja ZFI và PS Bolemo. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Singip Perbangsa, nằm ở huyện Karawang, tỉnh Tây Java. Sân vận động này được cải tạo vào năm 2017. Sức chứa của sân vận động Singip Perbangsa là 10.000 chỗ ngồi. Bảng D gồm 5 câu lạc bộ: PS PTPN3, Persikus, Persebaya, Caladium và Maluku. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Persikus, nằm ở huyện Subang, tỉnh Tây Java. Sân vận động này được cải tạo từ năm 2022 đến 2023. Sức chứa của sân vận động Persikus là 2.000 chỗ ngồi. Bảng E gồm 5 câu lạc bộ: PS Palembang, PS Saiburai, Dehan, Pers và PS Pelop Putra. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Siliwangi, nằm ở thành phố Bandung của tỉnh Tây Java. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1954 đến 1956 và cải tạo vào năm 1976. Sức chứa của sân vận động Siliwangi khoảng 15.000 chỗ ngồi. Bảng F gồm 5 câu lạc bộ: PSAB, Persikasi, Persiga, Pasuruan United và Persipani. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động AAA Adivizanya, nằm ở huyện Garut của tỉnh Tây Java. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2021 đến 2023 với kinh phí 34 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động AAA Adivizanya khoảng 5.000 chỗ ngồi. Bảng G gồm 5 câu lạc bộ: Labura Hebat, Persitara, PSGC, Persidan và Persin. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Galu, nằm ở huyện Siem Reap của tỉnh Tây Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1991 và cải tạo từ năm 2010 đến 2015 với kinh phí 20 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Galu khoảng 10.000 chỗ ngồi. Bảng H gồm 5 câu lạc bộ: PSBL Langsa, ASIOP, Persib, PSN và Uano Brother. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Hoe Kang, nằm ở thành phố Pekalongan của tỉnh Trung Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1986 và cải tạo vào năm 2005. Sức chứa của sân vận động Hoe Kang khoảng 8.000 chỗ ngồi. Bảng Y gồm 5 câu lạc bộ: 757 Kepri Jaya, Persipu, Persiku, PS Pomers và Persipanyut. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Vegu Wetan, nằm ở huyện Kudus của tỉnh Trung Java. Sân vận động này được cải tạo vào năm 2020 với kinh phí 9,29 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Vegu Wetan khoảng 8.000 chỗ ngồi. Bảng G gồm 5 câu lạc bộ: Persidi, Persipo, PSDB United, Universitas Surakarta và Persigap. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Sultan Fater, nằm ở huyện Dimak của tỉnh Trung Java.
Sân vận động này được xây dựng vào năm 2023 với kinh phí 50 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Sultan Fater khoảng 1.500 chỗ ngồi. Bảng K gồm 5 câu lạc bộ: Persebri Batang Hari, Persikat, Persiba Bantul, PSM Madian và Bandar Sultan. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Sultan Agung, nằm ở huyện Bantul của đặc khu Yogyakarta. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2004 đến 2007. Sức chứa của sân vận động Sultan Agung khoảng 20.000 chỗ ngồi. Bảng L gồm 5 câu lạc bộ: Josan Pirman, Serpong City, PSSWMY, PS Pucha Angkasa Kapan và Permin. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Mandala Krida, nằm ở thành phố Yogyakarta của đặc khu Yogyakarta. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1976 và cải tạo vào năm 2013 với kinh phí 158 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Mandala Krida khoảng 20.000 chỗ ngồi. Bảng M gồm 5 câu lạc bộ: Gibraltar Rafflesia, Persik, PSIW, Persibo và QDA. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Lê Tiên Haji Sudirman, nằm ở huyện Bojonegoro của tỉnh Đông Java. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1980 đến 1983 và cải tạo vào năm 2010. Sức chứa của sân vận động Lê Tiên Haji Sudirman khoảng 7.000 chỗ ngồi. Bảng N gồm 5 câu lạc bộ: Persimuba, PS Beltim, Persitala, Persekapa và Manyuang. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Asodasano, nằm ở huyện Pasuruan của tỉnh Đông Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 2008. Sức chứa của sân vận động Asodasano là 6.000 chỗ ngồi. Bảng O gồm 5 câu lạc bộ: PS Perlak Raya, Adiaksa Famo, PSIK, Persidikap và Persibon. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Kanda Birawa, nằm ở huyện Kediri, tỉnh Đông Java. Sức chứa của sân vận động này khoảng 1.000 chỗ ngồi. Bảng P gồm 5 câu lạc bộ: PSTP, Kanba United, PS Talenta Banua, NZA Sambersari và USOMZF. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Gajayana, nằm ở thành phố Malang của tỉnh Đông Java. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1924 đến 1926, sau đó cải tạo vào các năm 1990 và 2008. Sức chứa của sân vận động Gajayana khoảng 20.000 chỗ ngồi.